Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tổng đưa ống ngắm về phía hai Nhật bóp cò, kết quả Trần Đức Quận rụng. Ngày 24 tháng 1, ông Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Trần Đức Quận, bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng vì liên quan đến những sai phạm ở siêu dự án khu đô thị thương mại nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh của đại gia Nguyễn Cao Trí. Liên quan đến vụ án này, ngày 2 tháng 1 vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Trần Văn Hiệp, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Ông Hiệp bị điều tra về tội nhận hối lộ. Hình ảnh ông Trần Đức Quận, bí thư Lâm Đồng bị bắt. Ngày 5 tháng 8 năm 2023, ông Tô Ân Sô cũng thông báo ông Nguyễn Cao Trí, thành viên Hội đồng trường Đại học Văn Lang, tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh đã bị bắt từ ngày 15 tháng 1 năm 2023 do ông này chiếm đoạt hơn 40 triệu USD của bà Trương Mỹ Lan. Vụ bắt giữ ông Nguyễn Cao Trí là bởi mở rộng điều tra vụ án Trương Mỹ Lan và vụ bắt các lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng là kết quả điều tra những sai phạm của ông Nguyễn Cao Trí. Trong các thương vụ làm ăn của các đại gia Việt Nam, hầu như ai cũng cần có những bàn tay đỡ đầu của giới quyền thế. Bà Trương Mỹ Lan cũng thế, mà ông Nguyễn Cao Trí cũng vậy. Ban đầu, việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt bà Trương Mỹ Lan được xem là để tìm đường đến nhà ông Lê Thanh Hải, tức Hai Nhật. Tuy nhiên, dù đã về hưu, thế và lực của ông cựu Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh vẫn quá mạnh. Vì vậy, đến nay, vụ án Trương Mỹ Lan đã sắp hoàn tất hồ sơ điều tra, mà ông Lê Thanh Hải thì vẫn không hề hấn gì. Việc giúp cho Trương Mỹ Lan thâu tóm các khu bất động sản lớn tại thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian dài, từ khi ông Hải làm chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đến khi ông làm bí thư thành ủy, vậy mà không một sai phạm nào dính đến ông Lê Thanh Hải hay sao? Ông Nguyễn Cao Trí bị bắt, sau đó mới lôi Trần Đức Quận theo. Hồi năm 2018, vụ Thủ Thiêm được Trung ương đẩy lên mặt báo mạnh mẽ. Việc ký quyết định quy hoạch mới thay thế cho quyết định trước đó của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã gây ra cảnh dân oan suốt hơn 20 năm ròng rã. Vậy mà ông Nguyễn Phú Trọng không thể cho Hai Nhật vào bộ sậu của ông ta vào khám, chỉ vì không tìm ra bản đồ quy hoạch gốc. Ông Hai Nhật đã dùng trò trẻ con này để đối phó, nhưng ông Tổng lại không có cách nào hóa giải. Những tưởng ông Nguyễn Phú Trọng cho tóm Trương Mỹ Lan thì sẽ hạ được Hai Nhật. Nhưng cuối cùng, Hai Nhật lại chẳng hề hấn gì mà thay vào đó Trần Đức Quận, bí thư tỉnh Lâm Đồng lại bị rụng. Những điều này lại làm một lần nữa cho thấy ông Trọng chống tham nhũng không triệt để. Tuy quyền lực của ông Trọng hiện nay là tuyệt đối trong đảng Cộng sản, nhưng không phải ai ông cũng có thể hạ được. Cho đến nay, có ba người mà ông Trọng không thể đụng tới, đó là các ông Nguyễn Tấn Dũng, Lê Thanh Hải và Phạm Minh Chính. Năm 2019, ông Nguyễn Phú Trọng cho Tô Lâm đem quân từ Hà Nội vào Sài Gòn để tóm ông Lê Tấn Hùng, em trai của Lê Thanh Hải, mang ra Hà Nội để điều tra. Tuy nhiên, kết quả là ông Lê Thanh Hải vẫn không hề hấn gì. Bà Trương Mỹ Lan bị bắt mới lôi theo Nguyễn Cao Trí. Đến vụ án Trương Mỹ Lan mà ông Tổng vẫn chưa hạ được Hai Nhật, thì không biết đến bao giờ ông Tổng mới đem được ông trùm đất Sài Gòn một thời này vào lò. Sức khỏe của ông Trọng hiện nay đã quá yếu, yếu đến mức phải hủy lịch gặp Tổng thống Đức vào giờ chót trong chuyến thăm của ông đến Việt Nam gần đây. Vậy xem ra, cuộc đời dựng lò đốt củi lẫy lừng của ông Trọng không thể nào đưa được cả ba thanh củi gộc trên vào lò. Lê Thanh Hải không phải là sai phạm bình thường, mà phải được xem là kẻ đã gây ra tội ác với dân. Trong hơn 20 năm oan ức do bàn tay của ông Hải gây ra, đã có những cái chết vì uất ức, vì bị dồn đến đường cùng. Cho đến hôm nay, kẻ gây ra nỗi oan ngất trời đó vẫn chưa đền tội. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm D với bản tin Tổng đưa ống ngắm về phía Hai Nhật bóp cò, kết quả Trần Đức Quận rụng. Việt Nam muốn được đưa ra khỏi danh sách các nền kinh tế phi thị trường. Ngày 24 tháng 1, VOA tiếng Việt cho hay Việt Nam Mỹ liệt vào diện kinh tế phi thị trường có hại cho quan hệ song phương. VOA dẫn một nguồn tin quốc tế, theo đó, đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ hôm 23 tháng 1 kêu gọi Washington chấm dứt việc gắn nhãn nền kinh tế phi thị trường đối với Hà Nội, cảnh báo rằng việc duy trì các mức thuế trừng phạt đối với hàng hóa Việt Nam là điều không tốt cho mối quan hệ song phương đang ngày càng thân thiết hơn. Hình ảnh bài trên VOA.
Theo VOA, năm 2023, Bộ Thương mại Hoa Kỳ DOC nói họ sẽ xem xét lại tình trạng nền kinh tế phi thị trường của Việt Nam sau khi Hà Nội lập luận rằng Việt Nam cần được loại khỏi danh sách này do có những cải cách kinh tế trong những năm gần đây. Bị đưa vào danh sách kinh tế phi thị trường, từ trước đến nay, Việt Nam liên tục bất lợi trong các vụ kiện chống bán phá giá của Mỹ. VOA cho biết, việc định danh nền kinh tế phi thị trường cũng được áp dụng đối với Trung Quốc, Nga và một số nước khác do có sự can dự mạnh mẽ của nhà nước vào nền kinh tế của các nước này, cho phép Hoa Kỳ áp đặt thuế chống bán phá giá cao hơn đáng kể đối với hàng hóa nhập khẩu từ các quốc gia bị xác định như vậy, bằng cách dựa vào giá của nước thứ ba để so sánh. VOA cũng cho biết, theo luật của Hoa Kỳ, quá trình xem xét này bắt đầu từ ngày 24 tháng 10 năm 2023 và phải được hoàn thành trong vòng 270 ngày, tức là vào khoảng giữa tháng 7 năm 2024. Hình ảnh Đại sứ Việt Nam tại Mỹ, ông Nguyễn Quốc Dũng. VOA dẫn phát biểu của Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS có trụ sở tại thủ đô Washington của Mỹ. Ông nói, tất nhiên chúng tôi muốn Việt Nam được đưa ra khỏi danh sách của Hoa Kỳ về các nước có nền kinh tế phi thị trường. Quý vị thử tưởng tượng xem, với những gì chúng ta đã làm, những gì chúng ta đang cố gắng, và hãy nhìn vào mối quan hệ giữa hai nước chúng ta mà xem, liệu có thể chấp nhận được không khi mà Việt Nam nằm trong số 12 nước đó, những nước tệ nhất thế giới ư? Như vậy là không thể chấp nhận được, Đại sứ Dũng nói. Vì vậy, tôi nghĩ nếu DOC từ chối thực hiện điều này, tôi nghĩ nó sẽ rất rất tệ cho cả hai nước. VOA nhắc lại việc Hoa Kỳ và Việt Nam đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện trong chuyến thăm Hà Nội của Tổng thống Joe Biden vào tháng 9 năm 2023. Cùng năm, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cũng đã kêu gọi Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen chấm dứt việc gắn nhãn kinh tế phi thị trường này. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen. Đại sứ Dũng nói thêm rằng Việt Nam đang muốn kêu gọi thêm đầu tư từ Hoa Kỳ để nâng cấp cao hơn vị thế trong chuỗi cung ứng công nghệ cao toàn cầu và đáp ứng các cam kết về phát thải carbon. Chúng tôi muốn có thị trường thuận lợi và cởi mở hơn cho hàng hóa và dịch vụ của cả hai quốc gia. Tất nhiên, chúng tôi cũng muốn sẽ có ít trường hợp bị điều tra hơn, ông Dũng nói. Ông Dũng cũng nói rằng Hà Nội hy vọng khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương do Hoa Kỳ dẫn dắt một ngày nào đó sẽ bao gồm cả việc tiếp cận thị trường, điều mà các nước châu Á đang mong có. Ông cũng cho hay Việt Nam muốn Hoa Kỳ giúp đỡ nhiều hơn trong việc xử lý bom mìn chưa nổ còn sót lại sau chiến tranh Việt Nam. Ông nói, những gì chúng ta đã làm là tuyệt vời, nhưng chúng ta vẫn còn phải làm nhiều hơn nữa, chúng ta phải tăng tốc và chúng ta cần nhiều tiền hơn. Ông Dũng cho rằng, có sự ủng hộ mạnh mẽ của lưỡng đảng Mỹ đối với quan hệ đối tác Việt-Mỹ. Song, ông cũng nhìn nhận rằng, sự nhiệt tình này có thể thay đổi theo từng thời điểm, tùy thuộc vào hoàn cảnh, những diễn biến của thời đại ở mỗi quốc gia. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Việt Nam muốn được đưa ra khỏi danh sách các nền kinh tế phi thị trường. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d